Thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ Thành Trung sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một điều bất ngờ. Chính vì vậy ngay từ lúc này, quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình nhé. Bạn thường xuyên lo lắng khi sử dụng bếp ga, bạn lo cháy nổ bình ga, không gian bếp thật nóng nực, thời gian chuẩn bị một bữa ăn lâu khi sử dụng bếp ga, bạn mất thời gian để vệ sinh chúng. Hãy sử dụng bếp hỗn hợp Chef, công nghệ đến từ châu Âu. Thành Trung ơi, thì Dung theo dõi clip vừa rồi nhưng cũng không hiểu được điều bất ngờ mà anh Thành Trung muốn dành tới những khách hàng thân thiết của TV Shopping là gì vậy? Dung có thấy họ hài lòng thế nào khi có chiếc bếp mới này không? Đặc biệt là người phụ nữ. Thì Dung thấy họ rất hài lòng và đặc biệt là người phụ nữ cũng rất yên tâm và rất thoải mái, không còn vất vả khi sử dụng bếp mới đó. Đây đây, chính là điều bất ngờ mà Thành Trung muốn dành tới những quý khách hàng thân thiết của TV Shopping. Thì Dung biết không? Thương hiệu Chef đã được cấp giấy chứng nhận bản quyền thương hiệu và giấy công bố chất lượng sản phẩm nên sẽ là sự lựa chọn vô cùng chính xác của quý khách hàng thân thiết của TV Shopping. Bếp hỗn hợp Chef với kiểu dáng sang trọng, màu đen sáng bóng, màn hình LED hiển thị, bàn phím điều khiển cảm ứng dọc thân bếp nên rất dễ sử dụng. Bề mặt bếp bằng ceramic thủy tinh liền nguyên khối, chống chảy xước, có khả năng chịu lực cao. Kết cấu khung vỏ với chất liệu nhựa chống cháy, chịu nhiệt lên đến 400 độ C. Ưu điểm nổi trội là chống rỉ sét, chống giò điện, an toàn tuyệt đối trong môi trường nóng ẩm. Bếp có độ chịu nhiệt cao lên đến 1.000 độ C, có khả năng chịu sốc nhiệt lên đến 800 độ C, có chức năng bảo vệ quá nhiệt, quá điện áp. Chính vì vậy, quý vị có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Bếp với 6 chế độ nấu khác nhau, rán, xào, nấu, nướng, kho, hấp. Quý vị có thể điều chỉnh nhiệt độ, công suất ở nhiều mức khác nhau bằng các phím cảm ứng cộng hoặc trừ. Bếp có chức năng khóa bàn phím cảm ứng trong quá trình nấu. Khi muốn sử dụng lại các phím cảm ứng, quý vị chỉ cần nhấn phím unlock. Ngoài ra, bếp còn có chức năng hẹn giờ tắt lên đến 2 giờ 59 phút. Đặc biệt, bếp hỗn hợp Chef có chức năng vô cùng an toàn là tự động ngắt sau 2 giờ nếu quý vị quên khi đang đun nấu. Anh Thành Trung ơi, chiếc bếp trong clip vừa rồi có phải là chiếc bếp này không? Chính xác. Vậy thì Thùy Dung tin chắc rằng chiếc bếp này còn có những tính năng đặc biệt vì Thùy Dung thấy rằng anh Thành Trung rất thích và rất hào hứng khi giới thiệu chiếc bếp này tới những khách hàng thân thiết của TV Shopping. Thùy Dung nói đúng rồi đấy, bởi vì ngay bây giờ Thành Trung xin được mời tất cả quý vị các bạn cùng Thùy Dung xem đoạn clip ngắn sau đây và Thành Trung tin chắc rằng sau khi xem clip thì quý vị sẽ muốn mua ngay chiếc bếp Chef này về cho gia đình của mình. Được sản xuất và lắp ráp trên dây chuyền công nghệ của Đức, linh kiện được nhập khẩu chính hãng, thiết kế linh hoạt. Quý vị có thể đặt bếp âm hoặc đặt dương và có thể mang bếp ra sử dụng như một chiếc bếp để ngồi ăn lẩu mà không làm mất đi sự sang trọng của không gian nhà bạn. Đặc biệt, bếp hỗn hợp Chef được thiết kế một bên là bếp từ và một bên là khoang bếp halogen. Chính vì vậy, quý vị hoàn toàn có thể sử dụng bếp để đun nấu với mọi loại nồi khác nhau. Nếu như khoang bếp từ kén nồi chỉ chuyên dùng nồi, chảo chuyên dụng thì khoang bếp halogen lại có thể đun nấu được với mọi loại nồi, chảo khác nhau như nồi chảo bằng nhôm, gang, thủy tinh, nồi đất, inox và với mọi kích thước lớn nhỏ khác nhau. Khi sử dụng bếp, với tính năng truyền nhiệt định hướng nên năng lượng tỏa ra sẽ tập trung vào đồ vật được đặt trên bếp. Nhiệt lượng tỏa ra tiêu hao và mất đi không đáng kể, vì vậy chi phí tiền điện cho chiếc bếp điện hỗn hợp Chef giảm 2/3 và rất an toàn so với việc sử dụng bếp ga. Ngoài ra, với tính năng truyền nhiệt định hướng này, khi sử dụng bếp, quý vị có thể bật điều hòa hoặc sử dụng quạt mát mà không hề cảm thấy nóng bức khi đứng cạnh. Sao rồi? Thùy Dung thấy chiếc bếp Chef này thế nào? Wow, thật không thể tưởng tượng được khi đang sử dụng bếp hỗn hợp Chef mà không gian phòng bếp của chúng ta vẫn thật thoáng mát, lại còn có thể vừa đun bếp vừa bật được cả quạt và điều hòa. Thùy Dung chỉ nghĩ rằng có chiếc bếp ga đôi, bếp điện đôi, bếp từ đôi thôi, chứ có ai nghĩ rằng lại có một chiếc bếp đa năng như thế này đâu. Một bên thì là bếp từ, một bên thì là bếp hồng ngoại và lại có nhiều tính năng hữu ích như vậy nữa. Vâng, thưa quý vị các bạn, chính xác rồi, vì nhờ đặc điểm nổi bật này mà quý vị khách hàng sẽ không còn phải mất một khoản tiền lớn để mua cho mình những chiếc nồi chuyên dụng nữa và để lãng phí những bộ nồi cũ đang dùng như là nồi thủy tinh. Giờ thì với mọi loại xào nồi, chảo, có chất liệu khác nhau, bếp đều có thể xào nấu được rồi. Mọi tính năng thì đã quá tuyệt vời rồi, nhưng còn một điều cực kỳ quan trọng nữa. Thì Dung nghĩ khi dùng bếp này thì chi phí hàng tháng cho tiền điện chắc tốn kém lắm nhỉ? Với công nghệ điều chỉnh nhiệt tự động, bếp có công suất trung bình là 1.500W. Nếu hàng ngày nấu 2 bữa ăn mất 2 giờ thì một ngày tiêu dùng hết 3 số điện. Nhân với số điện hàng tháng cao nhất chỉ là 2.080 đồng thì một ngày hết có 6.240 đồng mà thôi. Vậy một tháng tối đa chỉ dùng hết có 180.720 đồng, rẻ hơn rất nhiều so với dùng bếp ga đúng không? Ôi, vô vàn tính năng, vô vàn lợi ích và quan trọng là đặc biệt an toàn, tiết kiệm đối với người sử dụng.
Chính xác, an toàn, tiện ích và tiết kiệm là những cảm nhận mà khi quý vị và các bạn sử dụng bếp hỗn hợp Chef, bởi vì sản phẩm được sản xuất bởi công ty cổ phần thiết bị gia dụng châu Âu. Đây là công ty đã có nhiều năm kinh nghiệm chuyên sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng điện, điện tử. Đặc biệt, nếu đặt mua sản phẩm ngay từ bây giờ, quý vị sẽ được mua với giá vô cùng ưu đãi, thay vì mua với giá 12 triệu 900 ngàn đồng thì nay chỉ còn 7 triệu 590 ngàn đồng. Quý vị còn chần chừ gì nữa mà không nhấc máy, gọi điện ngay đến hai số điện thoại quen thuộc của TV Shopping để sở hữu chiếc bếp hỗn hợp Chef được sản xuất và phân phối bởi công ty cổ phần thiết bị gia dụng châu Âu.